Rồi, canh trên này 3 phút luôn nha. Quá. Trời ơi, quá cái máy nó ghê thiệt. Con lội con này đi như chơi. Quá đẹp. Không xếp được, không xếp được, khóa rồi. Mặn quá đó, mặn quá, chọc rồi. Hơi nghiêng, rồi ok. Ra đừng mang cái Vinh ơi, ra đừng mang cái Vinh ơi. Chú ơi, né vô chú ơi. Ra đừng mang nha. Đẹp quá. Lẹ lên đám đó. Lẹ lên đám. Ba mới ngủ cốt về. Lâu quá mới lấy được cốt mà có đốc. Ba kiếm ngủ cốt. Lẹ quá, con này quá lẹ. Thôi đáp nha, để không còn thời gian á. Quá Quang, Quang đáp nghe Quang ơi. Nhảy vô lầm, nhảy vô lầm, nhảy vô lầm đi. Nhảy vô lầm luôn, nhảy vô lầm luôn. Nhảy vô lầm luôn. Cho nó thời gian nó về đi, ta kiếm về ta. Để nó biết mà. 2 phút rồi đó Vinh ơi. 2 phút rồi. Đáp nha. Ui. Thôi nó lao dữ lắm nha, nó lao dữ lắm á. Coi 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 cuối đường băng này dạt bớt nha. Bình tĩnh. Quá đẹp Vinh ơi. Quá đẹp. Sao sao bơm xăng thử anh Thạch, bơm xăng coi nó sao anh Thạch. Tắt tắt công tắc luôn anh Thạch ơi. Rồi gắn cao linh vô luôn. Mình không nhìn thấy bình xăng hả ta? Bây giờ mình mở ra mình nhìn thấy bình xăng á.